đời như tô mơ, không thấy Chúa nên chẳng chịu tin. Con đòi đưa tay con đặt vào những vết thương của thầy, con không biết tin là chấp nhận mọi lời Chúa phán. Con không hiểu tin là suốt đời phó thác cho Ngài. Hãy đặt tay vào những vết thương của thầy, để cho con hiểu rằng vì yêu con nên thầy chịu chết. Hãy đưa bàn tay ra và đặt hào vết thương cạnh giường, và con hãy xem thầy đừng cứng lòng nhưng hãy tin lời thầy. Ngài thôi hỡi trao bản thân khi Chúa xuôi nguồn tình yêu, Chúa truyền con ra đi một đời sống chứng nhân tin mừng như cha đã sai thầy và bây giờ thầy sai anh em. Sai đi đến trong đời làm chứng thầy đã sống lại rồi. Cho con hiểu rằng vì yêu con nên thầy chịu chết. Hãy đưa bàn tay ra và đặt hào vết thương cạnh giường, và con hãy xem thầy đừng cứng lòng nhưng hãy tin lời thầy. Nhưng hãy tin lời thầy.